Thưa quý vị, mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao hơn, với quan điểm điều hành chung là tháng sau đạt kết quả cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thành quả năm 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023. Đó là nhấn mạnh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2024 vừa diễn ra vào sáng nay tại Hà Nội. Sau khi lắng nghe thảo luận của các đại biểu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp và nhấn mạnh, trong tháng 7, Chính phủ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lễ quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chú đáo, an toàn, thể hiện tình cảm sâu nặng và biết ơn sâu sắc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối với đồng chí. Về kết quả kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2024, Thủ tướng khái quát tình hình tiếp tục xu hướng tích cực, nhìn chung kết quả tháng 7 cao hơn tháng 6 và tính chung 7 tháng tốt hơn so với cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực. Về những khó khăn thách thức, theo Thủ tướng, do sức ép lạm phát còn cao, tình hình thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới còn nhiều rủi ro, tiếp cận vốn tín dụng còn khó khăn, thị trường bất động sản bước đầu ổn định nhưng khó khăn vướng mắc còn chậm được giải quyết. Việc triển khai gói tín dụng 140.000 tỷ cho nhà ở xã hội rất chậm, vẫn còn 26.500 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ. Đời sống một bộ phận người vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo còn khó khăn. Thiệt hại do thiên tai 7 tháng là trên 2.100 tỷ đồng, gấp hơn 2,3 lần cùng kỳ năm 2023. Tình hình tội phạm, nhất là tội phạm mạng còn diễn biến phức tạp, xảy ra một số vụ tai nạn lao động, cháy nổ nghiêm trọng. Cái mục tiêu là chúng ta không có thay đổi, phải giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô, rồi kiểm soát cái lạm phát trong cái giới hạn mà Quốc hội cho phép. Tăng trưởng thì phải thúc đẩy mạnh hơn, các cân đối lớn phải đảm bảo, có cái thặng dư cao hơn. Nợ công, nợ chính phủ và bộ chi ngân sách chúng ta phải kiểm soát tốt. Chúng ta phải đảm bảo cái ổn định chính trị, cái trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia. Muốn đảm bảo được cái mục tiêu này thì cái quan điểm chỉ đạo điều hành là tháng sau là phải tốt hơn tháng trước, quý sau là phải cao hơn quý trước. Năm 2024 cái thành quả của chúng ta thu được là phải nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023. Về các nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh 12 nội dung trọng tâm liên quan đến tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng, kéo dài, bảo đảm an sinh xã hội, đời sống nhân dân, tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng cường công tác thông tin, truyền thông, triển khai các nhiệm vụ của tiểu ban kinh tế xã hội phục vụ đại hội 14 của Đảng. Đặc biệt các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các địa phương theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền bám sát tình hình, tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt hiệu quả các nghị quyết của Đảng, kết luận chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả và tăng cường giám sát, kiểm tra, triển khai thi đua khen thưởng, xử lý vi phạm kịp thời, phấn đấu tháng sau đạt kết quả cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, thành quả 2024 nhiều hơn, bao trùm hơn, toàn diện hơn năm 2023.